Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đã vô rất sớm tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì bây giờ là 5 giờ hơn quý vị chú chị. Thì thường ngày thì Duy Minh cũng vào đây để là chia sẻ những cái khoảnh khắc buổi sáng tại mộ của chú như thế nào, và thắp những nén hương cho tất cả bà con cô bác trong mộ hay nước ở xa không có cái điều kiện đến đây để là thắp hương cho chú. Thì gửi Duy Minh thắp những cái nén hương cho chú thì Duy Minh đều để ghi trong lòng và để sáng và sớm và thắp cho bà con cô bác. Thì trước khi thắp hương cho bà con cô bác thì Duy Minh cũng xin chia sẻ lại những cái hình ảnh cũng như buổi sáng tại ngôi mộ của chú như thế nào, thì có thể thấy bà con nghe những tiếng ve sầu kêu rất là inh ỏi luôn quý chú anh chị. Đây là chú mộ của chú buổi sáng. Thì hôm nay thì Duy Minh sẽ thắp cái nén hương trước rồi sẽ chia sẻ sau cho quý chú anh chị xem ha. Thì Duy Minh cũng đã thắp những cái nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đã gửi cho Duy Minh. Thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn những cái tấm lòng rất là quý báu của bà con cô bác đã gửi đến cho là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cũng như Duy Minh thì đây là cái người cũng là thần tượng của Duy Minh, thì mỗi ngày Duy Minh đều sẽ chia sẻ những cái khoảnh khắc ở tại đây. Thì nói chung là mỗi cái buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì nó đều có những cái cảm xúc khác nhau. Thì Duy Minh cũng muốn chia, mình gửi gắm đến tất cả cái tấm lòng của mình ở ngôi mộ này của chú. Thì mong chú cũng hiểu giùm và chứng nhận cho cái tấm lòng của Duy Minh cũng như bà con cô bác ở gần xa trong ngoài nước không có điều kiện đến đây để thắp hương cho chú. Thì có thể thấy là bà con, hình như là Duy Minh thấy là ai nó vô rất là sớm luôn, rất là sớm. Thì cái đèn này, cái phanh này đó là hôm qua là Duy Minh đã đốt, nhưng mà Duy Minh để ở dưới đây nè quý cô chú anh chị, để dưới đây nè, Duy Minh không có đem lên trên đó. Nhưng mà sáng nay hình như là Duy Minh thấy là có ai đem lên đây rồi.
cùng những cái chung nước này hình như là sao mà nó ấy quá, không biết tiếng Việt, hình như là mình để nó không có ngân hàng hay sao. Cái chung này là mình nghĩ là phải để ở giữa này đó, cho nó thẳng hàng với chúng chị đó. Còn cái này thì để trong đây cũng được, đây đó với chúng chị. Ôi, trời gì vậy quỷ vô tài. Rồi trời, mày nghĩ sao anh đang làm cái này mày hủ chắc chết quá. Rồi, bữa đó mày đem vô hết một lần rồi. Rồi từ hôm nay mày chạy qua đây gì vậy? Rồi hôm qua sao không quay? Wow, luôn không lép nữa cái chú chị. Trời ơi, gớt cái tim không ai luôn không nổi. Quỷ sứ. Em vừa tới luôn anh ạ. Mua cái gì vậy? Mua chú đi cà phê là. Ô trời, hết hồn. Ủa sao anh không nghe tiếng xe? Có, em xe em để đó, xe em để gần chỗ thấp cây. Ý là sao anh không nghe tiếng xe chạy vô tờ luôn, quỷ. Ô trời, hết hồn luôn, chị muốn bay, hồn bay dí luôn á. Quỷ mong mốt đừng có hù nghe em nội. Buổi sáng còn tới hù à, tự nhiên cái vô hù. Bó tay mày luôn á. Ôi thằng ơi, anh đang thổi cái này nó tại nó dính ba cái nè, cái thằng Nhan nè, hỏi cho sạch sạch tí nè. À đấy, đợi anh tí, thắp nén hương cho chú trước đi, để chú độ bà con có bác vô xem mâm gì, lương mâm lép, lương quay lóc, nó sửa là lương quay lóc với chú chị. Rồi trời, cái ông này á làm thử hết hồn mà hú hồn hú dí thì chứ. Bó tay mày luôn á. Anh đi anh nha. Nhưng mà tập trung quá, đi vô em thấy. Ồ trời, hôm qua á không có quay với chú chị, nó đi về quê ở Đồng Nai ha. Dạ, Đồng Nai. Từ con chạy vô hồi nào hay là cũng vô hồi tối luôn? Em vừa tới luôn. Vậy hả? Rồi vì từ hồi nãy chạy vô đây giống mấy giờ? 4 giờ em đi ạ. 4 giờ đi hả? Tiếng giữa. Cho nên tiếng giữa hả? À, vậy là cũng 60 cây nha, 70 cây không? 71 cây. À, cũng... Chú có đánh hương rồi. Cho cô Thanh Tiên Huệ nó... quên nữa, chút xíu anh cũng thắp cho cô Thanh Tiên Huệ. Cũng có bà con cũng gửi cho mình khóc. Cho em thắp hương quý chú anh chị. Nói chung là tất cả những anh em khi mà đến đây thì cũng phải thắp những cái hương trước là trình với các vị các ngài thổ thần thổ địa đất đai dân chập thần hoàng cũng cảnh long thần hộ pháp nghị trang hoa viên mình dương này. Sau thì nó có một anh đến quý chương vị, đó là anh thử thách gì các tiền thử thách quý chương vị. Nói chung là mấy anh em quay ở đây cũng mấy rồi, cũng khá lâu rồi nên cũng biết. Đây, đi qua sư phụ. Anh không vậy. Anh cũng mới vừa đến khoảng chừng 5 phút cái gì? 5 phút mà là cũng đến á. Thắp nén hương cho cô ha. Cầu nguyện giùm anh với nha. Anh thì Duy Minh cũng như là Lương Vlog thắp nén hương cho cô, mong cô cũng siêu thoát về miền cực lạc. Nam mô A Di Phật, và tất cả những cái tình cảm của bà con cô bác cũng gửi về
cô ở đây. Thì mong cho cô với các vị các ngài ở đây, thổ thần thổ địa đất đai chân trạch, thần hoàng bổn cảnh long thần pháp ở đây, cũng là chứng nhận cho tấm lòng của anh em con cũng như tất cả bà con cô bác gần xa yêu quý cô cũng như yêu quý tất cả các nghệ sĩ ở đây. Cảm ơn anh Minh nhé. Vâng. Ủa, quý vị chú anh chị. Để anh kính lại cái Nam Mô Di Đà Phật. Thì trước khi vào bên trong thì mình cũng chia sẻ những cái khung cảnh bên ngoài của chú anh chị. Thì buổi sáng thì luôn luôn lúc nào cũng vắng vẻ hết trong quý vị chú anh chị. Một mình đó thì cảm giác nó lạnh lẽo hơn. Nhưng mà có hai anh em thì nó đỡ quý vị chú anh chị. Nhiều khi bà con ở xa nhìn thấy như vậy, nhưng mà khi mà đến đây một mình á, nó cảm giác nó cũng hơi gần gần người lắm nghe. Tại vì khi mình đến đây mình mới biết, cũng như tất cả bà con cô bác á, khi mà ở nhà á, thì cái cảm xúc nó khác. Khi mà đến đây rồi mà gặp mộ chú á, thì nó khác lắm quý chú anh chị. Nếu mà bà con nào có một tình cảm thật sự á, thì có lẽ là sẽ hiểu được, nó thật sự luôn sẽ hiểu được. Còn nếu mà bà con nào mà chỉ nhìn qua cái bên ngoài khung hình ấy, thì nó không sẽ hiểu, không có hiểu được đâu. Có bà con đến đây là phải là khóc rồi, phải nói là khóc từ đầu đến cuối luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Nên những cái tấm hình này là những tấm hình mới nè. Hôm qua. Đúng rồi, đem tới buổi chiều. Buổi chiều hôm qua là khoảng 5 giờ mấy là đem đến của chị Lê Hằng ở khu Quắc. Là con kính viếng thần tượng cậu Năm Vũ Linh. Phải nói là tài hoa. Đây là những cái tấm hình mà ngày xưa của chú ha. Những cái tấm hình mà thời lúc đó là chú là mới nổi á, còn trẻ, rất là trẻ luôn. Những tấm hình này thì cái hình này thì theo như đó là tầm vẫn là 30 tầm 30 ha. Tầm 30 thì nhìn chú trẻ, đẹp trai và không đổ ha. Không đổ, đẹp trai mà ngộ ha. Chú thì phải nói từ xưa đến nay thì không có ai mà bằng chú hết. Thật sự là vừa đẹp trai nè, vừa có tài nè, vừa có đức nè, nói chung là tài đức vẹn toàn. Thêm cái này là sắc nữa, đúng không? Người ta nói thường thường đó thì người ta nói là tài đức vẹn toàn, chứ đâu có gắn cái chữ sắc giống đâu. Mà con này là chú coi còn thêm có chữ sắc, sắc là đẹp nữa, ha. Số bạn hâm mộ mà yêu quý chú luôn. Dạ. Có một số bà con á đến đây là ôm tấm hình khóc. Mà nhiều cái khoảnh khắc anh em mình nhiều khi là cũng chưa bắt kịp camera để quay cho bà con xem nữa. Rất là nhiều, quay không kịp, tự nhiên con tới là chia sẻ nhanh lắm. Em như cái lan này có một cái vị khán giả bình luận cho anh á, là em biết cái hoa này hoa gì không? Hoa lan, lan hồ điệp này. Không, cái hoa, cái này nè. Cái này em không làm được. Hình như là hoa lan em tí gì đó. Nó mới có cái nhị đó đó, không biết phải ý là hình như là có một quyển giả nói là hoa lan nó là của Ý nước ngoài đó, nước ngoài đó. Không biết phải không, bà con có thể là comment lại giùm Duy Minh nha. Nếu mà mọi người có biết gì thì cái này nó cũng có một cái màu đỏ. Anh em đi quay không có, em có gặp ở đâu rồi? Thì như là Duy Minh thấy cái hoa này nó bị héo rồi quý chú chị. Bà con bích cát kính viếng nha. Đây hoa ngoại, hoa lan, cúc, hoài, hoa lan, cúc luôn, cúc trắng. Hình như là bữa em về bà ngoại nè. Em về ngoài là đã có cái tấm hình này rồi. Sáng hôm qua là đã có rồi. À, hôm qua mới có đúng không? Ừ, hôm qua. Hôm kia mà em có ghi ở đây mà em chưa thấy mà.
xin mời. Mình mới mọi người. Tấm hình này là đem vô vào buổi tối khoảng tầm 6 giờ mấy tối á. Về lúc đó anh về rồi, nhưng mà anh có xem, em có xem livestream của cái người anh làm trong đây nè. Anh nói livestream, anh nói anh còn hù ảnh nữa, anh hù nói có ma ở sao kìa. Anh chạy vòng vòng ở ngoài kia, anh nói là có ba anh, là nói hỏi giờ này làm gì, là giờ này đem cái tấm hình vô đây đó, giao hình rất là đẹp không chú gì. Như tấm hình này ở trong cái vở tù Lưu Sơn Bá chút bên này á, thấy không? Quá đẹp quý chú chị không? Cái này quá đẹp rồi, mình quay cận cảnh và gần gần lâu lâu cho quý chú chị chiêm ngưỡng nha. Đó, mình nghĩ chắc bà con rất là thích tấm hình này luôn. Ai mà có tấm hình này mà ở để ở nhà ha, là chắc là thích lắm. Còn hoa mà đặc biệt này ha, cái cách mà trưng bày hoa cũng rất là đẹp ha, rực rỡ màu sắc luôn, có hoa, cả hoa đào đông nữa. Này, hoa đào đông rồi quý chú chị. Hoa đào đông có hoa hồng. Những cái quả cầu, quả bóng như này nè, đẹp quá. Và có những cái quả lụ, quả lụ. Nói chung là khi mà chia sẻ tại ngôi mộ của chú á, thì Duy Minh cũng như tất cả anh em cũng biết thêm nhiều cái kiến thức cho mình rất hữu ích luôn. Để sau này anh em có thể đi chia sẻ chỗ khác thì có thể là gặp được những cái khoảnh khắc này và những và chia sẻ cho bà con thêm. Còn cái hoa này á là của chị Bích Châu. Bích Châu tặng một lần hai cái lãng hoa luôn, rất là bự và to. Nhưng mà chị trước khi đó là chị đã tặng là mấy lãng hoa rồi đó nha. Chị Bích Châu á. Nhưng mà bị mấy lãng hoa trước là bị mấy cái con hươu với con ngựa rồi đó. Nó ăn. Tại vì hôm qua anh cũng có quay cận cảnh là bắt gặp được chú ngựa. Chú cắn cái bông ở chỗ cái ngôi mộ đó, đó, chỗ anh đứng đó đó, ngôi mộ đó. Ừ, ngôi mộ đó. Còn là hình như là cái mình thấy có những cái hoa mà ấy nó khô quá chú chị ơi. Hoa cầm chú cầu. Chú cầu kìa. Cũng khô rồi, chắc chút xíu nữa là phải nói với anh, cái anh mà chú tiểu á, đừng người ta kéo cái dây mới được. Tại mình thì mình không có kéo dây được, cái này là không có tứ ở trên được, phải tứ cái gốc. Tứ cái gốc quý chú chị nè. Tứ cái gốc nó khô luôn rồi. Tứ cái gốc nó mới tươi được, còn nếu mà tứ ở trên không có tươi được đâu. Thì hôm qua là Duy Minh cũng nghe những cái thông tin loáng thoáng là đã và đang làm mộ của chú gần xong rồi. Rồi nhưng mà chưa có tiết lộ cho mấy anh em mình thôi. Đã, ở trong xưởng đang làm gia công gần xong rồi. Chỉ cần đợi làm xong hoàn tất hết sẽ là đem ra đây để là gáp thôi. Đó. Thì cái mẫu thì có cái hình rất là đẹp rồi quý chú anh chị. Chưa em có quay được cái bản vẽ mà khi mà anh chọn. Cái bản vẽ thì mình không nói đi, bản vẽ thì không nói rồi, còn cái này là cái mẫu luôn, cái mẫu và cái hình thật luôn. Màu sắc đầy đủ luôn quý chú anh chị. Để Duy Minh để coi có thể là chia sẻ cái mẫu cho quý chú anh chị ha. Hai bên thì có hai cái chậu lan. À, đây hình như cái chậu lan này mới nè quý chú anh chị. Châu Đốt Lộc và Châu Tấn Lộc. Ông Hoàng Vũ Linh, nghệ sĩ của nhân dân, sống mãi trong lòng khán giả hàng triệu trái tim. Đó là ai luôn, không biết là đây là của ai không biết, không biết nữa quý chú anh chị. Lan tím quý chú anh chị. Tiền của Nó tầm khoảng là nếu mà 2, 4, 6 cây là phải tầm 2 triệu mấy đó quý chú anh chị. Còn 10 cây á, theo như Duy Minh biết á, tại vì Duy Minh cũng đang dò giá để là đặt một cái chậu lan cho một cái vị khán giả hâm mộ cũng ở nước ngoài, ở Mỹ cũng gửi rồi cho Duy Minh, nhưng mà chưa có như cái đấy một cua sale đúng không ạ?
Đây là của cô Seo nè, của chú chị. Cái này là cô Seo, cô nhờ là hai người cháu của mình, là cô Seo 70 mấy tuổi rồi, ở bên Cali. Cô là hình như là 77 đúng không? Anh nhớ là 77 tuổi đó. Đó, và cô đã gửi cho hai người cháu của mình là cố gắng từ ở Sài Gòn và mang lên đây, mang bằng ô tô lên, nhưng mà khi tới cổng thì đi xe Honda vô. Đó, hai cái hoa lan là rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Thì mình cũng là thay lời cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước, cũng như bà con yêu quý cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Hình như là Di Minh nói hình như là tất cả luôn, chứ không nói là ai hay riêng ai hết. Tất cả hàng triệu người đều yêu thương chú hết đó, chứ không phải nói là riêng ai hết. Thì cảm ơn cô đã có những cái tấm lòng yêu quý đến là chú, và gửi cho chú kính quyến chú hai cái chậu lan này rất là đẹp luôn cô ơi. Con cảm ơn cô nhiều hơn cô Siêu. Cô Seo. Dạ. Nếu mà gia đình thì thấy những cái hoa này thì gia đình rất là quý luôn, rất là trân trọng những tấm hình. Chào anh Cát Thiên thử thách ha. Ồ. Anh Cát Thiên thử thách thì cũng hay vô sớm mua cái chương trình. Vô sớm rồi. Sao mà cái này ít vô anh? Đi làm rồi. Đi hả? Anh em vô sớm ha. Em vô cũng vô sớm. Em vô chưa sớm trước mong lét 5 phút. Nó vô nó hù em một cái ha. Em muốn lên nóc nhà luôn á. Em đang ấy mấy cái chung này nè. Mình ấy cho nó sạch lên tí. Nó hù một cái. Chắc trưa nay gì mình mua một cái chai nước suối á quý cô chú anh chị. Mua chai nước suối vô đây, đừng đợi, đừng thay nước, châm nước quý chú chị. Hình như là Duy Minh cảm thấy là hết nước suối rồi. Ly cà phê này là của một chắc của cái anh ở trong đây á, là anh đem tới sớm lắm rồi, anh lại là đã thấy rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đem lại là thấy rồi. Nó hù một cái mình lên nóc nhà là quý chú anh chị. Chưa mời chú cà phê. Nói chú nha. Đó, mình mở dâm quậy anh lấy cho em nha. À. Mẹ uống chú chị. Rồi con anh em con mời chú dùng cà phê ha chú. Mà cầu năm về đây để uống một miếng cà phê buổi sáng cho nó tỉnh táo lại. Nghe tựa theo lời kinh tiếng cậy đừng cái hồn của mình cũng phải là tựa theo lời kinh tiếng cậy đó để là học tu, để là mau về miền cực lạc nha quý chú. Và tất cả bà con quý của chú anh chị thì cũng đều là cầu nguyện cho chú mau siêu thoát về miền cực lạc. Hy vọng rằng những cái tấm chân tình mà bà con cô bác á, luôn luôn ở lúc nhà cũng có thể là nguyện cho chú, hướng chú về là miền cực lạc, thì Di Minh nghĩ rằng điều đó sẽ thành sự thật thôi quý chú anh chị. Đây nè quý chú anh chị, thì trước khi di chuyển thì em nhìn xa em có thấy cái gì, cái điều gì mà lạ không? Bên này có một tấm hình mới là anh Minh đó. Thì này như là cũng mới đến tới đó mà. Thì nói chung á, khi mà em nghỉ một ngày á thì sẽ hả? có những cái điều rất là mới lạ luôn đó. Em thấy cái chú cái chú nai chưa mà hay là ăn bông không? Có, hôm qua em xem trên clip anh rồi đó, đây kìa. Không, chú nai đó kìa. Anh Niu anh nói đó là tội phạm đó, thủ phạm á. Anh á thì anh quay cận cảnh được là chú ngựa, chú ăn bông là rõ ràng luôn. Ngay cái mộ này là vừa đi vô đây là hai con là bị anh đuổi đi đó. Còn mà anh Niu á thì anh lại quay được cái chú hưu đó, chứ anh không quay được chú hưu, nên là anh thì nghĩ rằng chú ngựa, nhưng mà nghĩ chắc là hai con luôn, hai loài vật luôn, hai con đều ăn hết luôn chú chị. Trời, mới lạ luôn mọi người ạ. Còn cái hình này là
Barbie nè, rồi quà nè, thấy không? Và rất là dễ thương luôn quý cô chú anh chị ạ. Giống như là cái này mình tưởng nên tưởng đến lúc mà cái dịp Noel đó mọi người. À. Có những cái hộp còn quà Noel sinh nhật mà hộp quà rồi. Đúng rồi, rất là kiểu như là Barbie ha, cái như cái hình này cũng rất là Barbie, cũng như là hai em nè, Ruby và bé Bun. Hình như Ruby bé Ruby với là bé Bun là như là cháu của chú. Cháu của chú Linh hả? Ờ. Hình như là đúng vậy, tại vì cháu của chú Linh cũng cháu của chú á. Có khán giả cũng comment cháu của chú là Ruby. Ruby đó. Đúng rồi. Là không biết phải là cháu của chú là Ruby này không. Đó. Này một vị khán giả cũng tặng cho chú tên là Ruby luôn, nhưng mà không biết là à đây mọi người ơi, để chứng minh cho cái đó thì đây cái câu này ông ngoại nè, bé Ruby và bé Bun là ông ngoại của Linh nè. Đây là cái lẫn bông của cháu của chú, ông ngoại gì à, ông ngoại gì Liêu Cú Te hả nè, Liêu Cú Te thôi. Liêu Cú Te, cô chú chị, đó những cái câu từ là mình đọc vô là cảm thấy được là những cái giới trẻ ha. Đó, Cú Te là cũng mới viết những cái câu từ như vậy thôi, đó, mà cũng rất là dễ thương luôn. Hôm bữa là bữa giờ mình cứ nghĩ là một vị khán giả Ruby thôi. Đúng rồi. Tại vì biết sao, có một vị khán giả bình luận trên kênh anh nói là Ruby á, là hai món quà này là của cháu ngoại của chú đó, gửi tặng đó. À, rất là ý nghĩa ha. Cũng rất là cảm ơn Ruby. Cũng mới biết được mà. Tặng cho chú này là cháu chú luôn. Còn những cái lãng hoa này thì bà con thấy à, có những cái câu từ cũng rất là hay luôn nè. Của cô Thu Hồng à, Korea con kính viếng mãi mãi trong tim. Cậu Năm Vũ Linh, người nghệ sĩ của nhân dân, có những cái câu thơ như cụ này động đến ngày sau, thơ men cay là ngàn câu thâm tình, không đưa quặng dặm trường đình mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Ôi câu thơ nghe thấm vào lòng luôn nha em. À, anh đọc mà cứ cũng như là đưa cái hồn vô làm như là nó gợn người luôn á. Còn à, còn đây là cái đó hoa đào đông của một người cô cũng là bảy mấy tuổi rồi, gửi cho anh, đã kính viếng cho chú và viết những cái bài thơ và cô tâm sự rất là nhiều luôn với Duy Minh luôn đó. Cô rất là thương luôn, có thể thấy những cái dòng khi mà cô điện thoại tâm sự với Duy Minh là cô bày tỏ hết cái tấm lòng mình biết rằng là mình cảm thấy là cô rất là yêu thương chú và rất là ngưỡng mộ chú luôn, không có dùng từ nào để tả cái tấm lòng của cô hết trơn quý cô chú vậy. Thì cô đã viết được cái bài thơ của bà gửi nè, gửi cho Vũ Linh. Vũ Linh ơi, hỡi Vũ Linh, sao em sớm bỏ trần gian về chờ, bao nhiêu người sống trên đời thương em như thệ người thân trong nhà. Những lời em hát em ca, cả trẻ trai gái đời đời khắc ghi trên đời, chỉ có em thôi có tài có đức lại có nhân. Thương người như thể thương thân, âm thầm cũng giúp biết bao nhiêu người. Khi em đã xa rồi, mọi người mới biết em là nghệ nhân. Minh Nga nè, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Phải nói là cô đây là rất là lớn tuổi mà có những cái bài thơ này do chính cô ghi ra đó nghe, chứ không phải là trên sách vở gì đâu nghe. Chính tay cô là viết qua và ghi ra và gửi cho anh đừng là anh gửi cho bên nhà xuất hoa người ta đặt đó, ta làm á. Rất là ý nghĩa luôn, cô cảm ơn cô nha. Nói chung là Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô và rất là cảm động luôn cô ơi. Thật sự đọc cái bài thơ này Duy Minh rất cảm động luôn. Đó. Có một cái câu em thấy cô biết cái là ý nghĩa của người vừa. Câu âm thầm cứu người. Đúng rồi. Biết bao nhiêu người đúng không ạ? Âm thầm cứu giúp biết bao nhiêu người, tức là ngày xưa là chú làm những cái việc mà từ thiện á thì đâu có ai biết, ít người biết, chỉ người trong gia đình mới biết thôi. Mà sau này á
là mới khi mà chú mắc đi á, là bên gia đình người ta mới úp lên. Là em nghĩ có cái gì trong đó không? Tại vì á, đừng giết nó. Con kiến nó bu lên không quý chú chị. Con quạt nó cũng có cái linh hồn rồi, cũng có. Hôm kia chứ em phỏng vấn một chị Trinh. Ừ. Đúng rồi, chú đồ đó không tới nay là được quan tâm 9.000 người xem. Đúng rồi, hồi đó là chú là dắt rồi rất là nhiều khán giả hâm mộ mà chú luôn. Mà đó, những người nghèo không như mọi người. Mà chú khi mà biết được, chú mà biết được á, chú dắt vô xem. Đúng rồi. Mà chú không có kệ với ai đâu. Đúng rồi, em nghĩ sao mà những cái đoạn video, những cái video đó mà sau cái thời mà chú còn trước khi mà chú mất á, là tại vì về sau mà chưa có up lên không? Anh nghĩ á, là đây là suy đoán của anh thôi. Anh nghĩ là chú làm những cái việc từ thiện đó chú không muốn ai biết, và chú không muốn có những cái này kia rồi đó, cho nên là chú đã âm thầm chú giấu luôn, chú không cho gia đình cũng như người nhà đăng lên. Nó sau này á, khi mà chú mất rồi á, là gia đình mới là mới đăng lên. Nó đúng rồi, chú giấu luôn, không có cho ai biết hết. Đó bởi vì tại sao mà có cái câu thơ của cái cô mà cô Minh Nga ở Hà Nội là nói âm thầm cứu giúp biết bao nhiêu người. Đó, đó là chú là âm thầm, bởi vì những cái kim á giấu trong ngày nó cũng lòi ra đúng không? Thì những cái việc mình làm á tốt á thì sau này là cũng bà con sẽ biết thôi, không cần phải nói ra, không cần phải là đưa ra cho người này người kia nghe, người này người kia xem, thì trước sau gì bà con biết cái tấm lòng của mình à xấu hay tốt thì sau này cũng sẽ phơi bày ra, thấy không? Nhưng mà chú đúng ra là làm cái việc tốt là phải phơi bày ra, thấy không? Còn này chú làm cái việc tốt ý nghĩa nhưng mà chú lại cắt luôn, chú lại nói chung là cái tấm lòng của chú là rất là cao cả luôn, đúng không? Mà chú làm chú giấu, chú kiểu như cái người tốt á, người ta ít khi nào người ta thể hiện ra ngoài lắm. Ta làm những cái việc tốt, người ta không cần phải cho người khác biết. Cái tâm lý của anh hiểu, anh biết là anh nghĩ gì đó. Như là chỉ mình biết được rồi, mình làm tốt được rồi, không cần phải là ai hay là tung hô khen gì hết. Bởi vì khi mà chú mất trước khi đó là chú đâu có làm hay là yêu cầu viết những cái hồ sơ giấy đồ gỡ đến làm yêu cầu cho là trở thành là nghệ sĩ nhân gian đâu. Chú đâu có viết những cái tờ đơn đó đâu để đề nghị đâu. Dạ. Đúng không? Bên gia đình luôn. Đến tận bây giờ luôn. Cái này là khán giả yêu mến chú và mong cho chú là nghệ sĩ nhân dân luôn. Và tới bây giờ đã được nhà nước công nhận đó mọi người. Có được công nhận rồi đó. Có cái bằng, cái tấm giấy công nhận hay gửi về nhà. À, cái bằng giấy hay giờ là tự nhà nước là làm luôn đúng không? Không không cần, thấy không quý chú anh chị? Được cái lòng của dân là phải nói là không cần phải làm giấy làm đơn gì hết á, là cũng tự nhà nước người ta biết, người ta hiểu liền. Tại sao cái ông này lại được mà nhân dân yêu quý như vậy? Nó đó là một cái vấn đề, thấy không? Là nhà nước là phải tự làm luôn, không cần phải gỡ đơn gỡ bọng gì hết. Bây giờ á, cái cuộc đời bây giờ nó rất là công bằng nghe quý của chú vậy. Bây giờ nếu mà mình làm cái gì á thì nó sẽ cũng như là bây giờ mình làm cái gì mà mình không cần phải ra, nhưng mà thứ nhất là truyền thông báo chí này, người ta khi mà có một cái chuyện gì đó là người ta đưa lên nó ảnh hưởng rất là lớn đến nhà nước mà tới cơ quan người ta cũng biết là mà. Đúng rồi, ví dụ như anh nói đơn giản là tại sao có nhiều người khi mà gỡ đơn này kia rồi mà tại sao không được công nhận. Nhưng tại vì em biết sao không, ở đây còn dựa vô cái người dân nữa, không phải là em gỡ đơn nhưng mà người dân là không chấp nhận, là nhiều khi là nhà nước không dám làm luôn. Nó không phải giỡn đâu nghe, tại vì nhà nước là vì dân, phục vụ vô dân, vì dân nó, chứ không phải là cho nên là cái gì cũng phải là có sự ủng hộ của dân, kể cả là bỏ phiếu bầu này phải không, được dân ủng hộ cái ông đó, ông đó ông có tài có đức, nó cho ông lên làm cấp cao này kia, đừng đợi là ông phục vụ cho nhân dân nó. Thì
là mấy ông đó là mới được làm những cái chức cao đó chứ không phải là đường không đâu. Mình bầu cử mình phải thông qua dân đó. Đúng rồi. Phiếu bầu đó. Thì mọi người cũng thấy là đám ma của chú là từ lúc chú mất tới giờ hơn một tháng. Ngày nào bà con cũng đến viếng. Cái này để Di Minh cũng phải thu thập những cái thông tin cho nó chính xác rồi à. Theo như em thì em đã nói là có cái quyết định đó rồi đúng không em? Để anh tìm hiểu lại như thế nào rồi có thể là khẳng định với bà con ha. Rồi. Em thì... có đọc trên cái bài báo. Rồi đọc trên bài báo ha. Rồi để anh tìm hiểu lại. Rồi thì thôi thì Di Minh đến đây là chia sẻ đến đây thì cũng khá là dài rồi quý chú anh chị ơi. Thì nếu mà Di Minh chia sẻ có cái điều gì mà sai trái gì đó thì mong rằng bà con cô bác cứ là góp ý thẳng thắn cho Di Minh. Nó thật sự luôn, góp ý thẳng thắn đi, không có sao gì hết. Di Minh cũng không có buồn đâu. Và để cho Di Minh được sửa sai lại những cái lỗi lầm của mình mà còn sơ sức quá, để cho cái video nó được hay và nó trung thực hơn. Thưa quý chú anh chị, thì cuối video thì Di Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa, trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, nhất là những cái cô bác mà lớn tuổi á. Di Minh cũng mong rằng cô bác ơi hãy cố gắng là giữ gìn sức khỏe nghe cô. Đó, giờ xin chào hẹn bà con lại một cái video tiếp theo. Nếu thấy video hay thì cho Di Minh một like, một đăng ký, đừng ủng hộ kênh, giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác đằng xa, trong và ngoài nước, được không có đi đến đây được nhưng mà vẫn được xem trước cái màn hình nhỏ quý cô chú anh chị qua kênh của Di Minh Vlog. Giờ xin chào hẹn bà con lại một cái video tiếp theo ạ.